Tí nữa sẽ biết thôi. Mình cười tự tin. Em ơi, đã có đồng ơi. Nằm yên, nằm yên, nằm yên. Thế đúng của anh cái kiểu cục dịch đấy. Nó lên còn đã anh bòi. Bòi bòi. Nó lên lên nó nhìn đã anh yêu đúng không? Này một cụm tổ. Hello mọi người nè. Không. Thứ cái tóc gì đi. Thay tóc à? Ừ. Mũi cài đâu ta? Họ nó lấy kéo mà cắt đi. Phải, lấy cái kẹp tóc. Cái tóc nó bị rớt xuống. Không, cái này không dính được đâu. Dính hoặc cái như ấy. Trời ơi. Hy sinh vì vậy. Hy sinh vì sự nghiệp, tóc không bao giờ đẹp được luôn á. Đâu ai có được tất cả chị. Chuyên gia thức khuya hả? Làm á chị. Thức khuya dậy sớm, khổ thiệt. Em đi chọn cái nghề đấy. Ông ơi, ông làm IT mà ông nói người ta tưởng ông làm gì không á. Thế đi ngủ rồi, ngủ đỡ đau nữa. Ủa, như kim cắn mà. Chết dưới trắng viết thì không sao. Má chắc anh nhìn cãi nhiều. Thì đâu có đi nặng đâu. Cãi mà. Mấy cục này cãi xong hết được không chị? Đúng rồi. Với lại nếu như mà cãi hết thì người ta đã có mỗi chỉ 3 chữ rồi. Đề cũng hay là nói ra mà. Nhưng mà cứ để bị như vậy rồi mới biết. Nhưng mà nói chung là có mụn trên mặt thì không, từ gì cũng cậy à, dễ gì cũng cậy được. Không chị, em sợ lắm, em không dám đụng luôn á. Yeah, mẹ hơi bị giỏi đấy. Không, mà kiểu mỗi lắm như cái này nhưng mà kiểu biết là nó, cơ địa em bị từ gì nó cũng sẽ bị thâm. Thâm ấy, cho nên là rất là sợ, cứ để cho nó chín. Chín sao xong đấy. Chín lại, kẻ dữ. Đợi nặng thêm một xíu nữa không nói còn được luôn á. Đau hả? Tại vì của anh hơi nhiều ấy, cho nó bôi bôi cái mũ ấy, còn anh là đi 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 nhiều. Không to đời không mẹ. Đúng. Lúc nít luôn đó trời. Nhân sao mụn vậy? Người sao mụn vậy? Mụn có mấy năm đâu.
cái chỗ kia nó vừa bị vãi xong rồi cái nó thâm lại nó tím lại mình sợ là cái nó dày lên nó xong nó khô khô nó chóc rồi nhỉ. Em xem con bây giờ nó thâm thâm tím nó bị dày nó bị sưng lên chị mình sợ. Đây là lần bị nặng nhất. Tại vì cái bệnh này là dần dần nó sẽ lan á. Nó bị mảng chỗ này xong bị mảng chỗ kia luôn á. Thì đó. Người đó. Cho nên em biết nó là sợ nhưng mà không, cái này người ta kêu là do là bị dị ứng thêm cái gì đó nữa chồng lên á. Chứ còn nhìn như bị dị ứng á. Chứ không có này nó nặng như vậy đâu. Và là do là chồng cái dị ứng gì lên. Để bị dị ứng gì thêm 3 triệu nữa. Mình tốn hết 2 triệu rưỡi như tầm đấy. Ý là có thuốc về uống không? Dạ có. Thì nó cho nó uống cho nó đỡ. Chứ còn như là nhìn cũng sợ, em nhìn em cũng thấy sợ rồi. Bị chỗ khác không? Bị nó bị ngay cái mặt tiền luôn ấy chả? Không chị, mặt rồi vai rồi người. Chỗ nào không bị hả? Nó đang bị lợi, nó đang bị lan đây cho em mới nói là con chịu xét nghiệm chị, em cũng kêu là xét nghiệm đi chứ. Xét nghiệm để biết mà dẫn cái gì á, mà bạn như không thấy thì xét nghiệm làm gì, mua hết thuốc xong rồi xét nghiệm sao? Ôi, có gì đâu mà khóc. Ủa, đau chảy nước mắt là bình thường. Đó, bị kiểu cứng cứng vậy chị. Cái nên là mới bị gì? Đó, chứ thấy da kiểu kỳ cục không? Nó bị chai á. Úi trời. Mới lại cái cục này cậy rồi. Mới ăn được mà mới cục vụ nào cũng đỡ nhờ, đẩy nhờ. Rồi chảy nước mắt rồi. Thôi gì đâu mà khóc. Ta lau liền luôn. Ông chỗ đấy đau thiệt. Chỗ nào đau hết á? Thái dương đau lắm. Nó lấy âm mũi hết là miệng là được. Công nhận luôn là của anh lắm, cái mũi nó nhìn béo hơn của môi. Của môi nó lại đang nhìn khô lắm. Người ta đau muốn người chết mà cứ béo như mà béo. Không chị, coi cái mũi nặng như vậy mà coi qua clip mới đẻ nè. Con trai kia không nhỉ? Trời ơi, nó đúng em. Em đâu có như chị đâu đúng không? Say mà đến trưa mới dậy được mà. Là máu không chị? Có chứ. Mụn mà kiểu như cái cục mụn nó lên. Kiểu mụn vậy đó. Nó hay bị em gì? Nặng xong mai mốt bị lại. Không, anh là cậy. Nói chung là tự mình cậy thì nó sẽ không hết được đâu. Nó sẽ bị tái đi tái lại nhiều lần á. Tại vì cái chân nó đâu có ra hết được đâu mà. Thì nặng hết chân được không? Có chứ, nặng thì hết chứ. Có cục nào chài thì không hết đâu. Thì phải lấy 1-2 lần nữa thôi. Em bị chài. Đó chị, cái chỗ đó nó kiểu bị thâm như vậy rồi á. Cái này kiểu chắc cậy đi cậy lại nhiều lần đấy. Cái... nó bị râu. Râu lên xong cái thâm vậy luôn á. Em nhổ râu rồi nó nhũn nhíp á. Nó bị luôn. Chắc ông kẹp cả thịt đi. Trời ơi. Chứ nhổ râu làm gì mà nó bị như thế này. Thôi nha. Với lại cái râu này nó hay bị kiểu cái lông nó mọc ngược á, nó mọc nó không trồi được ra khỏi da, bắt đầu nó sẽ viêm lên luôn á. Luôn hai ba cộng á. Nó nói gì? Nhiều người bị như vậy lắm, kiểu râu nó mọc cứ ngược vào trong xong nó viêm cái cục chỗ đấy lên đấy.
Bên này thường thường nó hay bị những cái cục như thế này này. Râu chị hả? Đúng rồi. Cái đó giờ chỉ có trượt râu thì nó mới hết được. Trượt râu gì? Trượt râu giống như trượt lông ấy. Đó, bị vậy đó chị. Nhưng mà làm gì ông làm gì chỗ này mà nó thâm tà le tà lơi. Điên. Nhụ hả? Đam mê. Nhụ mày. Nhụ trúng thịt hả? Không, chị có ý là nhụ riết cái chỗ đó chị. Nhụ lên tục luôn. Nhụ là nhụ. Chị ở này xuống cái gì ta nha. Chỗ này sao thấy thâm chị? Hả? Chỗ này thì đừng có đụng vào đó nữa, xong này dưỡng thâm vô là nó hết thâm à? À, ok. Nhưng mà đau mà chỗ đó là không không. Cạo. Cạo. Cạo nó sẽ đỡ thâm hơn là nhổ. Tại vì nhổ nó tổn thương á. Đi chị đi. Mũi đau quá. Mũi đau quá. Được rồi. Kín cánh thôi mà. Ý là nói chung là vô đây thì ai cũng bệnh viện được lúc đầu thôi. Đâu có khóc đâu nhỉ. Nếu mắt nó tự rơi mà. Đúng. Cái bụng của em bị đau lắm. Của em là bị già lắm, nhiều già. Chỉ là trước bị trên cái kia là ở dưới cổ có bị không? Trong người có bị không? Mới bị đây thôi đúng không? Dạ, cổ chỗ này mới bị mẹ, chỗ gì em sợ có bị luôn đó. Cái này chắc dị ứng gì gì. Món ăn lan lên khổ không này. Ừ. Nhất bị chứng ngực cái thôi, mới chuyện chỗ mặt chứ chứ mũi thôi. Nhẹ sau đây ăn lên cổ. Cái bệnh này chỉ có trị dân gian đấy. Chứ biết chừng nào trị thì trị thôi. Chứ mà thuốc tây, đúng rồi, thuốc tây thì chắc không trị được đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tắm lá cái gì gì đó. Ừ. Nhưng mà mình thì không biết chỗ nào trị thôi. Em kiểu nhìn thấy lần đầu luôn. Ở đây khách bị nhiều, bị như này nhiều lắm. Qua đấy có hay không chị? Không. Nó đỡ thôi à. Ý là nó ít xuất hiện hơn thôi. Còn ít xuất hiện là hay nữa chị. Kiểu người ta dưỡng da đồ á, dưỡng da vô thì nó sẽ ít xuất hiện hơn. Giống như là da mình lúc nào nó cũng có độ ẩm á. Ừ. Thì nó sẽ ít xuất hiện hơn. Khi nào mà da nó khô á, nó dễ xuất hiện lắm. Này chắc người ta chỉ là đỏ thôi chứ đâu phải là kiểu không, cũng như này luôn. Bị như này là nó cùng một loại mà. Nhiều người nó còn chóc cái da cơ, nhìn ghê lắm. Như này là nó chỉ đỏ rồi đó. Em nhìn sợ. Tại mình mới nhìn lần đầu á, chứ còn bị là cũng quen rồi đúng không? Nhưng mùa này nó lên là thấy tức đúng không? Do đây nóng quá này, nó. Ủa chứ bình thường ở đâu? Mùa này nặng nè. Đà Nẵng hả? Mùa đang lạnh nhưng xuống. Nhưng mà có vào đây ở chưa không hay là về đây? À, chưa hay là vẫn còn về đây đúng không? Dạ vẫn ở đông ở đây. Ủa thế chứ Đà Nẵng vô mùa nóng thì làm sao? Dạ yeah. Nóng nóng thì là Hà Nội. Hà Nội nó còn nóng hơn đi. Mới đi xe ba luôn. Giờ biết ở sống ở đâu nó lạnh quanh năm à? Lên Đà Lạt. Không, lên Đà Lạt là Đà Lạt quanh năm nóng, luôn á. Nóng cũng nóng vậy. Hả? Đà Lạt cũng nóng. Nhưng mà ít lắm. Không, nhưng mà thấy nóng ở ngoài đó. Mẹ
Vào đây lâu chưa? Hôm qua. Em có khi nào là do cái nước ở trong này xong bị ấy không? Không. Là vào đây để đi khám bệnh đó hả? Dạ. Trời ơi. Chơi Noel. Đi từ Đà Nẵng vào đây chơi Noel à? Có đầu tư quá ha. Em nó gặp nhau mà. Thế nhưng tắt quạt rồi nó còn kéo cái này em lại nữa. Nó muốn điên luôn á. Làm gì mà không tới. Cái gì nó định nha? Hả? Không. Đắk Nông. Biết Đắk Nông không? Không biết. Cái sợ chồng gì chỗ ngoài kia. Ở gần người Bắc nhiều. Ừ. Như con Tâm sống ở Đắk Nông không chị? Hay Đắk Nông đi dưới Đắk Lắk rồi? Qua Đắk Lắk. Con Tâm xong đến Đắk Lắk rồi mới đến Đắk Nông. Bị mũi đau nhắc luôn á. Đúng rồi, cái mũi đau nhắc. Đây là lấy nhẹ lắm rồi đó. Cố lên. Không dám đè đâu rồi đó. Ủa chị ăn kêu mua trà sữa. Mình chưa chọn gì mà sao vào đi đâu rồi. Lại uống rau má hả? Rau má chị không uống đâu. Đã chữa. Không thể hỏi luôn. Chị không thích uống rau má. Cái gì? Ủa liên quan.
miệng không chị? Ừ. Miệng không. Miệng sao? Không cần đâu. Miệng không cần lấy miệng á? Ừ. Có lấy đâu? Đau lắm. Đau lắm rồi hả? Đấy cái ôi bình thường như kiến cắn mà. Xẹo hết rồi. Yeah. Rồi ok. Đây, bộ này. Chị ơi, chị ngoài đây. Chị ngoài. Quay sắp này.